Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một bài review so sánh những đặc điểm của ba loại robot ở đây. Đầu tiên phía góc bên tay phải phía trong cùng màu đen, đấy là Dirt Devil Spider M607. Phần ở giữa là dòng mới của Medion 18500 và phần phía bên ngoài là robot slim của công ty Ecovacs của Trung Quốc. Medion là của dòng của công ty Medion tại Đức. Thì đầu tiên mình muốn so sánh thì các bạn nhìn thấy ở đây thì về giá thì Dirt Devil là robot có giá rẻ nhất, và hiện tại tại thời điểm mình làm clip đây thì giá của Dirt Devil chỉ vào khoảng 3,7 triệu về đến Việt Nam, và của Medion thì là vào 5,2 triệu. Như của robot thì có cái giá là giá khuyến mại, hiện tại của robot thì cái giá cũng tương đương vào tầm 5,2 đến 5,3 triệu và triệu đồng về đến Việt Nam. Thì đấy là giá ưu điểm của vì ưu điểm về giá sẽ thuộc về Dirt Devil. Tuy nhiên thì với cái giá thông thường của robot thì lại tương đối cao. Riêng với giá thông thường của robot về đến Việt Nam từ thị trường Đức mà nhập về đến Việt Nam phải tầm vào khoảng hơn 6 triệu, vào khoảng 6,3 triệu. 6,3 triệu đến 6,5 triệu. Đấy là giá của robot. Thì ở đây, và bây giờ đến đặc điểm khác biệt của ba loại này thì bạn có thể nhìn thấy là với Dirt Devil và Medion thì có thiết kế khá là tương đồng, đều là hình tròn và kích cỡ cũng giống nhau. Tuy nhiên thì Dirt Devil nhẹ hơn, Dirt Devil chỉ có là hơn 1 cân, Medion thì tầm 12 cân. Còn với hình dáng của Deebot Slim thì khác biệt hơn chút, nó thấp hơn và rộng hơn về phía mặt ngang, và với cân nặng của nó thì tầm 2,1 kg. Và cái việc khác nhau cơ bản nữa giữa Dirt Devil, vì sao Dirt Devil lại có cái giá rẻ thế, thì bạn cũng có thể nhìn thấy đây là mình trưng những cái thiết bị chính của ba loại robot này. Thì với tất cả những cái robot khác thì bạn đều thấy là của robot slim thì có thêm là điều khiển từ xa và chạm sạc, đồng nghĩa với việc là nó có chức năng là có thể trở về chạm sạc khi mà nó gần hết pin, là tự động sạc pin cho bản thân nó. Với Medion thì bạn còn thấy nhiều thiết bị hơn nữa, là nó có một cái thiết bị điều khiển từ xa, một chạm sạc và cả một tường ảo. Thì ở đây cũng đồng nghĩa với việc Medion cũng có khả năng là trở về chạm sạc khi mà nó gần hết pin, là tự động sạc pin. Còn với Dirt Devil bạn chỉ nhìn thấy có duy nhất một cái dụng cụ kết nối sạc. Dụng cụ này thì là bạn sẽ phải cắm pin cho Dirt Devil khi mà Dirt Devil hết pin. Đấy là yếu điểm của Dirt Devil. B2 nữa là Dirt Devil cũng không có điều khiển từ xa. Và với những cái đặc điểm này thì về tính năng thông minh thì Dirt Devil thấp hơn là hai cái dòng kia. Và một phần nữa, phần quan trọng nữa chính là về cái lực hút, thì lực hút của Dirt Devil là yếu hơn so với Medion và Deebot. Ở phần lực hút thì có Medion là có lực hút mạnh nhất so với Dirt Devil và Deebot. Về phía tiếng ồn thì ở đây Deebot thì lại có ưu thế về cái việc thiết kế tiếng ồn trong quá trình hút là êm hơn là so với Medion và Dirt Devil. Và phần thứ hai là mình muốn so sánh với các bạn về cái thiết kế của Medion và thiết kế của ba dòng này. Thì bạn có thể nhìn thấy là cả ba phần máy hút bụi tự động này đều có một cái, đó là phía đằng sau, phía mặt bên dưới khá giống nhau, khá phẳng, và có hai bánh xe. Độ nhún của bánh xe thì trong đây thì độ nhún của bánh xe của Medion có phần là mạnh hơn, nảy hơn và dễ di chuyển hơn. Của Dirt Devil thì độ nhún có nhưng mà rất ít so với Medion. Và với Deebot thì bạn có thấy sự khác biệt là nó còn có một cái thiết kế là một cái miếng rẻ ở dưới bụng. Miếng rẻ này thì có tác dụng là với những khu vực sàn cứng mà có bị ẩm, bị nước thì bạn thì máy cũng có thể là vừa hút và nó sẽ di chuyển qua những khu vực ẩm đấy thì sẽ có rẻ để thấm nước. Đấy là thiết kế, còn về tương đồng những vị trí khác thì khá giống nhau. Còn phía mặt trên của cả ba robot này thì sự khác nhau chính đó là nằm trong cái việc mà khi mà các bạn vệ sinh cái loại robot nào thì nó dễ vệ sinh nhất. Thì đầu tiên mình sẽ chỉ cho bạn về cách của Spider thì cái phần nắp này là bạn tháo rời, bạn phải kéo, có một cái phần hở, bạn đẩy tay lên và kéo phần nắp ra. Sau đó bên trong đấy lại có thêm một nắp nhựa nữa, bạn mở tiếp phần nắp nhựa này lên, cũng tương đối dễ mở. Có một cái phím hàn lọc bên trên. Và cuối cùng là cái bình chứa bụi, bạn đổ bình chứa bụi này đi và rửa. Thì bình chứa bụi ở đây được thiết kế là khá cũng phần nhựa thì cũng là một phần nhựa phẳng dễ nhưng mà tương đối là nhiều góc cạnh. Vì vậy có thể là cái phần bụi là dễ bị bám vào nhiều hơn. Nhưng mà cũng là tương đối dễ để lắp và vệ sinh. Với cái thứ hai là của Deebot phía bên ngoài. Deebot này thì phần nắp bên trên nó thì là bạn chỉ cần đẩy tay nhẹ lên thì nắp sẽ bật ra như thế này. Phần này thì có thể so sánh được với Medion. Ở Medion thì các bạn chỉ cần bấm nhẹ vào cái phần push thì nắp cũng bật lên. Và cả hai cái thì các bạn có thể nhìn thấy là tương đồng. Phần bình chứa bụi là mình ở của Deebot mình đẩy tay lên kéo và nhấc lên, của Medion mình cũng kéo và nhấc lên. Ở phần Medion thì làm thấy chắc hơn và bạn có thể nhìn thấy là hai cái bình chứa bụi này thì là bình của Medion lớn hơn, của Deebot thì nó dẹt và nó thấp, cũng do một phần là thiết kế chiều cao của robot là thấp, vì vậy nó cũng phải thiết kế cái phần bụng nó thấp xuống. Còn bên trong của Medion là có hai màng lọc, một màng lọc là phần chắn bên ngoài để chắn bụi không đi vào phần động cơ máy, phần lọc thứ hai là lọc sau khi rác vào đây thì nó sẽ chỉ ngăn rác ở trong cái phần khu vực có cái màng chắn này thôi. Còn màng lọc của bên Deebot thì nó chỉ có một cái phần lọc chính để ngăn bụi không xâm nhập vào bên trong của động cơ máy. Còn phần còn lại thì cũng tương đối dễ vệ sinh. Và để đánh giá phần này thì mình thấy của Medion thì là phần chứa bụi là lớn hơn. Còn về độ mà dễ dàng vệ sinh hoặc là đổ thì của Medion và Deebot tương đối tốt hơn là của Dirt Devil. Vì Dirt Devil thì khá nhiều chi tiết xích sắc ở bên trong đấy. Như vậy là về sơ bộ về cái đánh giá bên ngoài về hình thức, và mình sẽ làm một cái clip để xem là hoạt động của ba cái máy này khác nhau nào để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn và có thông tin cụ thể hơn để lựa chọn loại máy nào thì phù hợp với mình. Và bây giờ thì mình sẽ để cho cả ba robot này cùng hoạt động cùng một lúc, cùng hút trên một cái khu vực với chất liệu như nhau là thảm của mình. Mình chia diện tích các khu vực cũng tương đồng, chất liệu rác thì giống nhau và số lượng rác cũng vậy. Với góc bên trong cùng mình là Medion, ở giữa là Dirt Devil, giữa là Deebot Slim và góc ngoài cùng là Dirt Devil. Riêng với Medion thì cái phần mà ngăn của khu vực Medion mình phải để thêm một cái vật cản cao nữa, vì mê lực chạy của cả Medion rất là mạnh, nó có thể vượt qua cả cái độ cao của tấm ván ngăn của mình. Còn hai robot còn lại thì nó chỉ hoạt động trong cái khu vực mà mình sử dụng tấm ván ngăn, nó sẽ không vượt qua cái khu vực, nó sẽ không vượt qua độ cao của tấm ván. Và bây giờ thì mình sẽ cho cả ba robot hoạt động cùng một lúc để xem robot nào hoạt động hiệu quả hơn, nhanh hơn. Bạn có thể thấy là Medion và Deebot thì hút tốt hơn so với Dirt Devil. Trong khoảng thời gian rất ngắn thì Medion đã gần như hoàn thành công việc của nó. Dirt Devil thì cũng còn một chút. Và bây giờ thì mình sẽ dừng cả 3 robot hút bụi cùng một lúc và mình sẽ quay kỹ lại tấm thảm để kiểm tra chất lượng của các cái robot này, công việc của các robot này. Đây là sau khoảng thời gian vừa rồi thì đây là khu vực thảm của Medion. Bạn có thể nhìn thấy là thảm rất là sạch so với lúc ban đầu. Tiếp theo khu vực thứ hai là của Dirt Devil. Thảm của Dirt Devil hầu như là rác cũng gần sạch hết, tương đương gần như với Medion. Và khu vực thứ ba là của Dirt Devil. Bạn có thể nhìn thấy là phần rác còn lại về tầm độ khoảng đến 30%. Như vậy có thể thấy là Dirt Devil với việc lực hút là yếu hơn và kém hơn so với Medion và Deebot. Với Medion và Deebot thì lực hút là cũng tương đương nhau. Tuy nhiên thì Medion có khả năng là chạy nhanh hơn, vượt chướng ngại vật là tốt hơn và khỏe hơn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Clip được thực hiện bởi guto.vn. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website guto.vn hoặc vào Facebook shop guto hoặc liên hệ theo số Viber Zalo ở bên dưới.